Trành chiều với chiều nha, bữa nay là ngày 20 tháng 4 2021 thì nha. Cái đúng khung giờ 14 giờ chiều mỗi ngày tăng như TV phát công chiếu là đồ dục nhật thì nói chung là nồi đi xong chào giá sàn mua nẻ. Thì bữa nay sẽ lên một số giá sàn 1 ký 3 là 300 ngàn chị nha. Và một số nồi chảo và áp suất. Đầu tiên sẽ lên giá sàn cho anh chị. Đây. Yep. Đây là cái đồ anh chị làm bánh được, anh chị để bột lên anh chị nhúng dầu á, mẹ anh là bánh mặt trăng ăn được. Đây là cái đồ dệt cái gì đây, đây là giá múc múc mì, đây là sàn chống dính có qua sử dụng nè, chống dính thì đó để xào rau đúng rồi. Đây là rồi phôi bia, đây là cái đồ bào sợi gì nha, này cũng bào sợi nè. Đây là giá nha, giá thì có mấy cái, bốn cái giá. Đây là mấy cái đồ để anh chị chiên á, anh chị để dành chị á, như là mình khi mình sợ dính á, mình dẹp nó, mình dẹp nó nha. Đây cái đồ bào, cái đồ cô pin nữa. Để hai sẵn sói gì nha, hai sẵn sói nhỏ. Đây là nước trứng, cô pin cái này rất là nhiều. Đây. 1 ký 3 chị nha, 300k, mã đầu tiên số 1, ngày 20 tháng 4. Đây là cái đồ ép chả chị nha, ép chả. Đây cái đồ như chị chung là làm bánh được, để dành sới được. Đây là giá chống dính và giá lỗ gì nha, có bào. Bào gì đó. Đây là sạn sói. Còn đây là cái cục cua bia có hết luôn. Đây là gấp. Chung là mọi thứ đều xài được hết. Đây là bào, anh chị bào sợi nha, bào mà bào như bắp cải này kia. Đây là sạn nhỏ chân lớn và chiên cá cực kỳ ngon, vị nó dạng thì rất ngon lắm. Cái gì? Cái này là bào. Bào nghề gì nha, cái đầu cào nghề nè. Tôi đi cào con sói với cào chưa bắt dế. Được chưa ha? Mình thánh bọc rồi phải không mày? Hả? Ngày mình thánh bọc rồi phải không? Ừ. Thánh bọc cái giá sẵn. Tiếp theo chị nha. Đây hai giá lợi, giá lớn và giá nhỏ chị nha. Bây giờ mình giá nhiều, 5 cái giá chị nha. Sạn thì có 1 và 2 cái, 2 cái sạn. Gấp thì có 3 cái, 4 cái gấp chị nha, 4 cái gấp. Phôi bia thì có 1, 2 cái. Gấp nhỏ, phôi bia được 2 cái. Sạn à, cua sông banh là bào sợi. Mời dân Pháp, đó là mua Pháp mà. Cái này là phía ngoài, phía bắc này, là bào riềng ấy nè, tỏi nghệ riềng cũng được, riềng không phải là riềng cơm nam, cơm nam đấy, cái này thôi lắm. 300k số 3 kìa, cây mì á, cây mì sao cũng được này đúng rồi. Tiếp theo gấp. Gấp này gấp cứng chị, gấp để dành anh chị gấp ba cái đồ nông đó anh chị. Đây là mài nghề nha, đây là giá, giá lỗ. Bên đây cái lô này thì giá có 2 cái giá à. Sạn thì đây được ba cái sạn, 4 cái sạn. Đây là một cái sạn, 5 cái sạn, này sẽ dành nhiều nha, có cái giá nhiều, cái sạn nhiều. Chung là xài biết được hết, cái này là mấy giá trị nè, cái này tăng đưa được thì lớn nhỏ anh chị. Này sao mình tăng đưa lại được bây giờ. Không biết à, cái này gì nữa.
Full bin 300k số 4 chị nha, 300k số 4. Giá gì sẵn những giá gì nha. Này cái giá này. Ở dưới để ở dưới. Đây là giá nè, giá nhiều giá lỗ nhiều quá. Đây được 3 cái giá lỗ luôn. 4 cái giá lỗ, 3 giá lỗ. Đây là cái đồ để anh chị dùng để lấy nồi niêu chảo vô nha, đợi chảo nồi. Một cái khu bia xưa nó chị. Xưa cho Âu á chị. Có nó bị chạp xuống, nó chạp xuống. Đây là cái đồ đã cắt bánh nha, tầm bánh. Cái này ngàn ký rưỡi luôn trời, 300k. Cái này. Nó không ngót mà nó tăng lên. Đây là một cái kìa. Gắp được mấy cái gắp ngọt rồi, hai là ba cái gắp rồi, ba cái gắp. Sạn được một cái, hai cái. Đây là cái này, má ơi sạn gì vậy? Đây cho sẵn 5 cái sạn luôn. Một cái sạn là 2, 5 cái sạn đó. Giá nè, một giá nè. Mà giá là giá nè, 4 giá nè. Giá lỗ anh chị. 5 giá luôn nè, má ơi. Cái này đều anh chị. Đây là trứng nè, đây là cái gấp để anh chị gấp cho chua trong keo kìa. Mà cái em trứng nè anh chị. Đây là cái khu bia đa năng anh chị nha. Khu bia nữa nè. Rồi cái sáu, cái cũng là cái rưỡi. Cái thằng này chạy ra vô. Đây là số 6 nha anh chị. Mình tiếp theo. Một cái thao. Hai cái thao. Ba cái thao. Móp. Cái lô này em bán cho chị 250 nha, tại vì mình có mớp số 7 250. Rồi xe là mấy cái cuối chị kìa, số 7 250. Số 8 250. Cái kéo. Kéo thì một cây là 60k chị nha. Cắt rau hành biết tên chị sẽ thoải mái. Một cây là 60k, ba cây là 150 nha. Ba cây được 150 chị nha. Có một cái để dành anh chị cô bé. 150 nha anh chị. Số 9. Số 10 dao chặt của Thái Lan TV gì nha. Này kỳ hấp dẫn. Đường kính thì dài là 29 thân, bề ngang khoảng 89 phân, ngang 150. Dao này anh chị bầm thịt, bầm cả, nói chung là bầm tỏi ớt, chặt xương gà, xương vịt ok nha. Xương bò, xương heo thì hạn chế chút. Xương heo thôi, xương bò cứng lắm. Tên là 150 chưa? Hồi tối bắt cho tôi coi ăn khúc mà. Để cho ông mập khui đồ làm gì mà đồ tào lao. Đây là tiếp theo. Cho ông làm vô. Đây là cái nồi nha, chị đã qua sử dụng, chị thấy cái phần có bị chát dính nha. Ông cứ tiếc hoài, đâu có tiêu rồi cái thứ là lại. Tiếc đâu rồi? Thứ đâu rồi? Mất đi thứ rồi trời. Có toàn là có mấy người đó, ít sáng thôi có đường kính này là 29 phân chị nha, chiều cao này là khoảng 11 phân. Có đâu qua sử dụng đây, có một số nó xét chấm chấm cho chị nha. Cái này là 300k số 11. Đúng rồi, tới dao 150 nữa mới được. Một cái nồi tiếp theo, cái nồi này xem xe hoài cũng ế hoài luôn tơi, nó bị anh chị thấy nó bị không? Nó dày lắm nha, cái nồi dày em xem tiếp 150 đi nha. 150 số 12 chị nha. Mới giờ. Đường kính là 21 nha. Cao 8 150. Đây là một cái nồi nữa chị nha. Cái nồi này nguyên khối nha chị. Nó qua sử dụng cho mình rất là chắc chắn. Đường kính là 23.
câu 12 tất cả dùng từ nhóc nha. 350. 13. Y nguyên khói gì nha. Con này thì nó mỏng hơn. Đường kính 22. Cao chính. Con này 250. Sơ số 15. Con này nó bị mớp nhẹ nhưng cũng có độ dày nhất định chị nha, có độ dày nhất định. Mớp nhẹ thôi. Cuối nhật cho chị nha. Đường kính 24. Cao 10. Con này cũng 250. Một cái nồi tiếp theo chị nha. Cái nồi này thì có độ dày nè. Con này có dày nha chị. Cái này mắt in Japan luôn nè. Cái này nó có mắt in Japan luôn. Đường kính nó là 22. 36. Con này là 300. 36. Nồi tiếp theo chị nha. Cái nồi này thì nó không dày mà cũng mỏng lắm chị nha. Đường kính 24. Cao 16. Con này là 300. Số 18. Cái nồi này rất dày, made in Japan chị nha. Made in Japan luôn. Đường kính nó 23. Cao 9. Con này là 300. Tiếp theo cái nồi hai đáy chị nha. Tôi bánh đều may rồi, điện bánh lên đi hết rồi. Bánh lên đi. Đường kính 22-20 chị ạ. Cao chính. Con này 300. Cái này như số 20. Cái nồi chị nha. Nói chung cái nồi cũng đẹp như khói. Đường kính 20 hơn. Cao chính chị nha. Nồi này cũng 300. Quánh cả nằm cái đây quánh thì nha, hai mỏng thì nha, con này hai mỏng. Đường kính nó là 19. Cao 10 nhưng mà quánh đẹp trai, 150. Hai mỏng. Con này có độ dày. Con này nguyên khói thì nha, mắt in Japan luôn nha, con này đẹp nguyên khói. Đường kính nó 20. Cao chính. Con này là 200. Cái quánh này thì cũng đẹp nha chị, mà không dày, cũng đẹp mà không dày. Đường kính 20. Cao 8. Còn 200 luôn. 24. Con này dày gì nha, mà nó được sáng nhưng mà cũng được dày nha chị nha, dùng từ hết nha chị. Tất cả nó dùng từ nha chị. Đường kính 20. Cao 9. Còn 250. Con này không mỏng không dày, có kem mát. Đường kính nó 19,5, cao 11 chị nha. Con này 250, số 25. Số 26, con này là nguyên khói chị nha, nguyên khói luôn chị. Nguyên khói luôn. Đường kính 20. Cao 89. 250 nguyên khói gì nha. 26. Thôi tiếp theo chị nha, cũng nguyên khói luôn chị nha. Của Nhật luôn. Của Nhật luôn chị nha, nguyên khói luôn. Đường kính nó 18. Cao 8. Con này 250 luôn. Nói chung là nó nguyên khói, nó nguyên khói gì nha. Nguyên khói gì nha, nguyên khói luôn. 18 là qua bình thường. Cái nồi là nguyên khói nhưng mà nó bực sáng nè, bán giá rẻ cho anh chị nha. Nó cũng dạng nguyên khói luôn chị. Qua sẽ áp sức. 20, cao 8. Thôi này em bán cho chị 200. Nó cũng thuộc nguyên khói nhưng mà nồi nó bực sáng chị nha. Không được sáng về thành cùi dễ. Cái này cái nồi 7 lít nè. Áp sức 7 lít. Áp sức 7 lít nha anh chị nha. Thấy mình quay đủ hết trơn chưa, mà ít rồi mai, cái đó đủ của ngày nào. Giờ lấy lộn ngày còn ngày mới rồi nha. Cái này ngày kia ngày. Ngày 18 nào, 18 đậm chấm à. Cái nồi này là 7 lít chị nha, nhôm nguyên khói.
nè anh chị thấy không, nó bị vô qua sử dụng thôi nhưng mà nguyên khối nhôm nha, 1,2 triệu, đây là 7,2 triệu chị nha, cực kỳ hấp dẫn. Xài quen quen, con này 7 lít, 29. Con này là 6 lít luôn. Anh chăm. Nói chung nó qua sử dụng gì nha. Đây là bán 700 cho anh chị luôn. Xả cái này cho anh chị, anh chị. Xả con này cho anh chị nè. Nhôm nguyên khối gì nha, 700. Tại vì cái lòng nó xài nhiều. 6 lít 30. Nặng nó vào hai tay. Con này 3 lít chị nha. Con này 3 lít nha chị, nguyên khối nha, rất là dày nha, con còn rất đẹp ở không bao gòn chị nha. Áp suất là không bao chị nha. Anh chị bán là hên xui cho anh chị có thể chạy nhiều cho nhà một sức nhật. Giá anh chị có thể tham khảo trên thị trường Việt Nam và những cái trang mạng xã hội khác để anh chị có thể trải nghiệm dễ dàng hơn. Thì ở đây chị bán đủ đồ không bao gòn chị nha. Con này là 3 lít, con này là 550 chị nha. Nó dày cực kỳ luôn. 31 nha, 3 lít. Còn con tiếp theo, con này của Tifan, Tifan thường em xe hoài luôn, bữa nay em xe còn 550 là 5,5 lít nha. Thường con Tifan đó nó không có chuẩn, em nói trước luôn là không có chuẩn. Con này thường là to nhưng mà giá rẻ là tại vì nó cái gòn nó không chuẩn, 3,5 lít nha. Thì anh chị có cái nồi kem nó trung bình, em bán cái nồi vậy cũng 600. Đây là một cái nồi tiếp theo, nhưng mà bao đủ đồ anh chị ra đúng không? Con này khoảng tầm 4 lít nha, 4,5 lít. Con này là 750. Mua luôn. 33. 750. 34. Con này khoảng tầm 3 lít nha. Con này cũng dày, rất dày nha chị, con khói hai đá gì nha. Con này là con 550 nha anh chị, 550 3 lít. 34. Hai cái đều lên chảo được rồi. Cái con nhôm khói con này khoảng 6 lít nha. Con này 6 lít rất là cực kỳ hấp dẫn, nguyên khói gì nha. Nhôm nguyên khói thì chị hầm cực kỳ ngon, gòn nè chị nha. Nhôm không bao, bao đủ đồ cho anh chị nha. Con này cũng 1 triệu bạc, nhưng mà bán 950 cho anh chị. 950, 6 lít chị nha, 6 lít cho 35. Con 36 là 3 lít nha, con này rẻ, con này có 450. 450 nha anh chị, 3 lít, nó không được dày gì nha. Nằm nó trước. Rồi sẽ tới chảo, phần chảo chị nha, phần chảo. Tiếp theo là chảo 3 ngăn cho anh chị, chảo này có dùng từ anh chị. Anh xe xuống 100.000 cho anh chị luôn nè, anh xe cho hết mẫu luôn. 100k số 37 đường 924 phân 3 ngăn chị nha, chị ta xài được rồi. Có từ luôn chị nha. Nè. Bây giờ 100k số 37 chị nha, có từ nha. 150 Tifan chị nha. 150 Tifan đường 9 là 26-27 phân nha. Nói chung 150 là giá rẻ của hàng Tifan chị nha. Số 38 100 một tí fan tiếp theo chị nha. Con này thì 150 luôn. Giờ anh xả với con này cho anh chị xài chơi. Đường kính 27-28 phân, chiều cao khoảng 5-6 phân chị nha. Rồi số 39 100k số 40 chị nha. 100k đường kính 26 phân, chiều cao là khoảng 5 phân, 100k chị nha. 100k tiếp theo chị nha, đường kính 26-27 phân là chị xài được rồi. Chảo này cũng là hàng của hàng tiện của em nhưng mà nó không được đạt thôi. Nó đạt là đạt thì em bán giá xe cho anh chị. 100k tiếp theo chị nha, đường kính 26 phân. Nó chớ 100k chị xài ok, chị chán chị thắng mua 2-3 số cho em anh chị ơi. Đi đơn lần là chị từ thành phố trở về miền Tây á, thì từ 25.000 là giá thấp nhất. Còn từ Hà Nội trở về miền Trung, trở về Hà Nội á, trở lên miền Hà Nội á, thì nó khoảng 30.000. Anh chị mua 2-3 cái đi, về xài đi là anh chị sẽ ghi cực kỳ nha. Được kính 26-27 phân, 100k số 42. Con này 100k tiếp theo chị nha. Em bán là bán giá ưu ái cho anh chị luôn. Theo cái số còn lại, số 43 100k anh chị. Cái con này thì 150 là to, đùng tổ bố luôn. 150 chị nha, thì cũng đã qua sử dụng. Nói chung hàng em cũng hàng tiện, phải là hàng giạc, nhưng mà nó khi trong cái lô nó có sẵn gì đó em cũng giao quyết không được. Coi mình nhôm nguyên khói nè, con là 150 cho anh chị nha. Nó bị chóc trên giữa miếng nhưng mà nó rất là nguyên khói đẹp chị nha. Số 45
4, 6 là hai cái chảo này anh chị nha. Hai chảo này là anh chị một cái để dùng cái nóc rất đẹp chị nha. Để kho cá nấu canh được. Cặp chảo này em bán chị là 250 nha, 250 cặp chảo đường kính 18 phân đổ lại chị nha, cực kỳ là đẹp luôn. Cặp tiếp theo, con này 100k chị nha, có từ nha, có bị xước nhà trắng đây nè, còn rất đẹp chị nha, 100k treo. Đúng chị. 48 100k tiếp theo chị nha. Em bao giá cho anh chị luôn mà cực kỳ hấp dẫn, hàng em vẫn là hàng tương đối thật ổn. Nhưng mà nó không có đạt thì em sẽ bán cái giá sale cho anh chị. Cái con này nó bị chạy xước này 150 cho anh chị có từ nha, con này to lắm, đường kính khoảng 30 à 28 30 đô lại, chiều cao khoảng 7 8 phân. 150 đó, đang sale cho hết luôn. Tiếp theo một con 150 sale cho anh chị, con này to lắm, đường kính khoảng 28 29 phân nha, 150 50. Anh có thể chị thì trải nghiệm cho anh xài còn ngày xấu hơn nữa vẫn xài thấy rất ok cho anh chị. Bye bye, hẹn lại mỗi ngày cùng gọi trực tiếp đi anh chị ở chốt đơn nha, cùng gọi gọi cho em nha, bye bye.